và chúng con xuống rốt đo được thu dụng đoàn thì khi được học nghĩa ngày nay trong những công cuốn tốt thầy và công cuốn tốt trong trong đây trong những trong môn chấp đạo và thiên quan niệm trong nhận theo thì còn dưới rồi chăng thì liên tịch chia vẽ clay nguyên và hai ngày đấy cứ xong trai dương chia bảy cầu mà chẳng quỳ vô lòng và chặt đam thì nó hay bác học là bảy 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 mà đi và bảy mùi pi bảy bóng thế bảy 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 chân nếp bảy 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 mẹ con mới mẹ con mới chúng ta cơ mẹ mà đá mẹ con mới 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 mà đá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để đây mua đi. Chào con chào ngày nít ở dân đo nghe liên tỷ là ba mét từ the law of the age. Hả biết age? Age. The law of the age. Yes, dân tân năng the law of the world này. Vì ta nghe đây là dân viên nó đi dân dễ nghe. Còn tay là tân năng the law of the age. Cái gì vì phục khơi cho lơ 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 xịn. Thiếp cho nhạc đất nồi. Chắc thân thân. Dạ mù phụ tử khoan thân. Chắc thân thân nghe nó tư muối nhông dạy cái thêm. Nghe đây là thư vị trí dân. Phở hai ấy thì vì bọn mặt quay sách thì bây the law of the age. A. Thiếp is up. B. Leadership quote. C. Take action for evaluation. And number 5. Conclusion. Number 6. Q&A. Okay, bọn mặt question. Yeah, I have three questions. Question number 1, what is the difference between leader and boss? Number 2, what does leader means to you? And number 5, what does him stand for? Yeah, him stand for, sorry, number 3. Cho nên đơn này. Okay, number 1, nhung miên rục hiệp. Yeah, nhung miên rục hiệp, the difference between boss and leader. Hay miên rục hiệp tí phí. Yeah, boss and leader. Just know những phương hẹn ta rồi viên leader hay những boss nên mình thiệp khó khăn như vậy. Lúc đấy boss là leader là phương tầm rình boss một cơ gì leader ta là chứ boss là phụ khuyên như khơi tha boss cứ con là thẳng lớn hãy ai ក៏ប្រកបទៅទីតែទៅទៅហើយទីក្នុងខ្លួនគាត់ទៅទីអញ្ចឹងកាន់តែធ្ងន់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពុកភាពទី2នោះគឺឃើញថាបន្ទប់គឺហួយទៅទាំងអស់គ្នាហើយដែលមានលីដឺទាំងនំទាំងអស់គ្នាតាំងទៅដល់ទៅមួយអញ្ចឹងអរគុណមនេះមានលីដឺជាអ្នកនំទៅអ្នកជាអ្នកដែលទៅបោះអ្នកនៅខ້ອຍឲ្យសមាជិកនោះទៅមុនហើយសួរទី2គឺសួរថា what does leader mean to you from the core ratana តាមរយៈជាអ្នកដឹកនាំនឹងមានន័យយ៉ាងដូចតែជំពោះលោកគ្រូអ្នកដឹកនាំបាទឥឡូវខ្ញុំដូចតែតេតតងនឹងអាធានបានមុនតិចកាលណាជាជាបូសមានន័យថាបច្ចុប្បន្នបានទេនេះពួកហ្នឹងមានន័យថាបើជាបូសមានន័យថាdo the right thing the leader មានថាdo the right thing ແຕ່ບໍ່ຄືແນ່ຄົມນັດແຕ່ເປັນລີດເດີ້ນີ້ຄືຝືດຖືກຕາມແນ່ບັນຊີຍາປະຕັດຕາມຄູສະນະບາລຄູຄືຄືຄັນໃຫ້ອ້າຍຍົມໃນຄົນອ້າຍເປັນຖ້າເດີ້ນີ້ໃນທໍາໃຫ້ຈົ່ງຄູໂຕລີດເດີ້ນີ້ໃນຖ້າດັກນອມຝືໄວ້ໄດ້ຕຶງແຕ່ລີດເດີ້ນີ້ໃນຖ້າດັກນອມຝືໄວ້ໄດ້ຕຶງ What does him stand for? ដល់ជិះទៅដល់តែនៅទីនោះគេថាគេចឹងចាំមកគាត់ខ្ញុ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 ំមកគាត
mean responsibility, mean the support, but what I mean communication, mean power, having support. Hay chỉ mình tốt năng về sự tiến hiện đấy là những mơ tơ khuyên lõ về phản ứng viên phở phí vật khốc nhiên mình performance, decision, creativity, energy, ambition, strategy, accomplishment, management, motivation, vision, challenges. Chắc đồng niên chiến lực đơ mà nếu mình thật mình vision dân trở thiên thể the challenge thì mỗi năng của sẽ bao nhiêu cả dân trở mình hay performance hay dân trở motivation, hay mình care, snipe, đất
miền thẳng một cô nông kẻ chất nôn hay tê ổn nê tự căn sẽ mãi chất chất nông cơ miền thử xa chất bạc lúa miền kẻ cổ cơ miền kẻ khai dân miền cái gì thế miền discipline miền trong của bác cô nên chẳng hạn á
bên này chúng mua luôn nhá, quà mà khơi luôn nó dùng vụ. Bên trong này có mình story người ủng năm để sai. Chỉ vật quá nó được thù rồi này. Trong bên này mà đứa nhẹ nhẹ nhiên rước khó khó khí nghĩa chắc là cái support kia nó. Cứ sống khăn này, mình đây dân thử identify. Chả lắp nhẹ nhẹ là con của mình nhẹ nhẹ làm bây đặt cái support bao nhiêu nó hay trong một lần. Hay chỉ mạch tốt nhưng để phim the law of age. Chắc là cái law of age hay nhưng the law of teamwork nó nghe được như đại. Chắc là thân rất thêm miền quote mới đây nghĩa theo the difference between two equally talented team is leadership. Chắc là chỉ mạch nó phải trong những trẻ trong phì. Sự mạch chẳng là nhẹ nhẹ nó nghe sự mạch cái phép smile thì bạn ta ở quay để khóc nghe nó cứ leadership. Chắc trong đại miền leadership là nghe trong nó tốt vẻ. Chúng ta trong đại miền tại talent ông mình leadership, ông mình càng vô càng nghe chỉ trong nó học nghe này. Chắc cái nhận thêm leadership can make the difference. Chúng phép chúng ta đang ngon ai thua mình không phải. Hay nhân để phi what is the key to success. Chắc nhân mẹ nhân viên thì không phải nhân phép thì chốt vào phép chơi nó nhìn luôn. Bạn nhân này khác trong những hai video mình thấy khác những cover được của ai, những cái hình cover được của xe, những cái cover được của công nhân mua chân tự. Hay chúng ta chỉ có cái gì khác is it talent, chắc mình thấy sạc xe mất bao nhiêu cái talent bao nhiêu nữa work hard, các cái thông được làm bao nhiêu technology, mình thấy những đồng phí chạy được chi ấy chẳng efficiency á anh nói những tệ tôn năng lượng production, people skill, phải nhân viên. Chắc thì mình có cái gì hết, be successful, a team needs all of those things, but it still needs something more. Chắc mình nói thêm, đồng bây chốt chết những thử ca, buôn nặng, tận tay những thử ca, mua cái ra những thử ca, ít xin, thêm từ lửa buôn nặng. Chắc ấy đại câu vật thơ với cái gì ấy, cái này, it needs leadership. Chắc chỉ mà dùng khác lên nghe, nó cái gì, it needs leadership. Chắc I believe that the more personality determine the potential of the team. Chắc mình đang có cái lực mà nè nó cũng not đi sẵn đang tốt bằng team. Chắc mà dương lực trong có cái lực đây là ô, có cái lực đây mình chẳng tết. Mình đang thấy team như nó có mình sẵn đang bộ lệnh. Hay chỉ nói tốt, vision determine the direction of the team. Chắc phải để dương nguyên vision cho ban lộn. Mình đang dương nguyên cố của mong cho ban lộn. Thế trong bác của dân nó thử cải kể. Vì dân màu thì nếp vì sân phái nhất mình thay dân trong một đường bắc. Cả đường cua, dân chui quen, dân chui cũng này cũng lúc cũng bắt học rồi. Cho mình thay dân mình vì sân cho bác rồi. Chứ ở vì sân phái dân nó khác. Đồng rai, đồng rong, thêm bao giờ nó là tụi bán kiếp cho chị. Vì sao dân mình chẳng khẩu vì sao mới cho bác rồi. Hai chúng mình được tốt. Work is it, determine the preparation of the team. Thế mình thay. Ở sở thua này các cô kê nó cô biết cũng mất cái cao trong cổng này. Mình là tệ tôn nâng thăng chú hồ là thi kê. Mà tôi cao trình to, tệ tôn nâng bị nây, tệ tôn nâng phía trên một nô nhân. Thế là bộ phần lực mà nè thường như bị nây ếch la. Chúng tôi nghe respect hiệu lên tầm hồi chân tệ. Hai chúng tôi có tệ tôn nâng leadership the term means the success of the team. Chắc là nhóm dễ chắc là ha, lực nông mê nó cái gì đó cũng khác từ lâu phiếp trên này đang nói chắc phiếp trên này đang nói đó cứ cùng nói phiếp chụp giấy rồi bọc trộn chắc là đấy để sao mình khơi nhỏ nhưng để cái strong work is it cho nên bây giờ nhân viên strong work is it bên này thì muốn nhưng hard work cái không có cái dedication nhưng cũng bây giờ nhân strong nhân mạnh hay in the top high productivity trong những nghề này là tập hợp rất nhiều những class busy để học viên productivity trong những thời final thì nói phần mất đồng bây giờ phương ấy nhé viên productivity khổ reliability trong những ngày cuộc trận bản như thế nào phải để viên bản nhà ấy cụ thể hơn một chuyện nặng viên bản nhà một cái ok chứ và còn chưa nhóm còn mà xem một nhóm mày viên bản nhà khổ xé còn chưa nhóm còn xem một nhóm mày. Hai chỉ là tốt từ punctuality trong kiếp tiên tuổi tuổi các nghe thử phẩm mình ngày nay em mình để lại phẩm lôi chẳng hết em hoặc tôi các tiền tốt hai chỉ là tốt về responsibility
chúng ta responsibility nó cũng quan trọng lắm nghe nha. Bởi vì chúng tôi cần những cái trống riêng mình role riêng mình khuôn này. Hay là bởi vì ông mạnh chúng mình nè, quạt mình tụi nó có trời khuôn ở trong trống. Nhưng thử khuôn mạch leader nó, nhưng thử ở quạt nó feel belong to the team á. Mình nên là bởi quạt nó ở trong hai team nó chỉ cần một sự bắt quạt. Quạt nó phải không này. Hay chúng nó toàn lắm để nó mình dễ chất. Nó không phải là nó được cái khâu đó mình nên hạn. Leadership is the key to the law of the age. Cho nên không lắm cái phục hợp là leadership class. Hay chúng ta tốt lắm cái tổng quân leadership everything improves. Đây, chắc sáng như nhau mà bây giờ nhóm dạy về speech nè. Về để nhóm hiến đó. Cái thả teaching and leadership. Cho mình là không thật nạn lắm. Nhưng mà chưa leader bảo cũng sao đây. Cho nó phải là dương dạng ca nghệ công sức. Phở, dương chê. Dương chê ở ai cũng qua mình từ lúc học trở lại, mình không còn mồi mồi nữa, chắc dân dân chỉ khổ nó cũng ắt họp đi, chắc càng ngày ấy cái đó cũng còn sớt, còn nẹt thôi cũng ai được học, hay dân quản là nẹt, nẹt nơi chăm chô mơ, nẹt sập hô, nẹt thay gì, hay chỉ hay được toát nát cái thang nẹt đỡ à, lít đỡ, chắc thang lít đỡ thì chỉ nẹt, nẹt sập hô, nẹt 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 lơ cũng buồn, nẹt lơ tập chật, chắc bị thang lít đỡ. Hay như mình ấy giảm ho bao nhiêu, nhưng ấy giảm ho và tốt lắm, mình cuốn. Ngồi đi đâu? Ấy giảm ho thì mùi, can leader transfer ownership for work to those who execute to the work. Chắc là trong nơi này cái trong vậy nha. Chia leader của tao ấy chia mà chắc trong trong đạo những thời tự chứ đâu được thì thạc bằng bao nhiêu là cho tao được cuốn. Đã foundation bằng vía này. Hay có mấy leader đó. Cứ thử đừng nghe những hiện lời. Mong của mình này thôi ấy. Dừng thì get the task to the right people. Hay những thử thì get the task to the right people. Tôi cần một lúc để quan lên chức phai hà một phần. Còn là để quạt hay dừng thì leader đó. Cứ dừng quạt đấy. Nè support nhưng chăm bơ được process đó. Thế để quạt thể cao. Các support thì dứt nhưng chui quạt cho mình. Nên tìm mua những cái này chứ. The big hand is to create an environment where a team member wants to be responsible. Chắc là trong này thì cái hàm một lúc mà nè, mình phải khắc khó khăn nhiều. Hai lúc biết này ca lực tất chân lắm của khó khăn nhiều này. Nhưng mình thì sang mỗi phở chỉ muốn mình lúc ấy, nhưng mà ai chưa thì sang để dân phở tao chỉ muốn mình nè. Mình lúc ấy nó thật phở chỉ muốn mình lúc bi bằng tế. Chắc chỉ lực đó mình thử identify hàm tao bốc ở lực bằng. Bao dương mà nẹ thân qua thử cái ấy kê qua chìm mình lưu bài thân nè bộ phần lực lại nặng quá dạng bơm vào đây chắc là quay đại dương đăng cửa lưu này ca lực tập trận của bà tháo quá thơ kê ra nghe bà tuôn lắm mê ha mê nặng thì mình phải phó bố mộng chạy sát được nhau chẳng dạy bê phí chạm mất hẹn nhau phật bọc bọc tới xa quát tới xa mày ăn ca nó mất quát là vô khi mà nẹ thân chúng ta cũng vô cùng nhau, vì chúng ta phải là sống khôn á. Ao nhóm thử, để chạy thân ăn thử chứ. Cho nhóm thử các lớp cháu dạy về vị trí năng là khó. Hay chúng ta tiếp với nó, how leader coach the development of personal capacity. Anh ấy chắc lấy thằng này. Chúc bị giọng ấy. Lớp nhân chỉ leader. Mình lấy thằng bệnh nhân thử, đó là ok. Ai có cái lực bắt của dương á, bình chánh sẽ đang được phốt bắt của quả. Tại sao dương tâm hàm lưu nhẹ nhẹ thì sẽ đang được phốt, thì sẽ hãy hết điểm tụ. Chắc là phải đàn lít đơ có đỏ cài quạt không cài thua kế, đỏ cài quạt không cài bình chánh sẽ đặc biệt. Phải để quạt ạc kì vọt luôn mẹ, lít đơ nó, cái quạt ạc kì vọt, trông lên lắm chứ, nên phải đa sử mạng chất nông trông nhẹ nhẹ nó. Bạn bình chánh sẽ đang được phốt bắt quạt, tự đo ra chúng ta chúng tu muối. Trong lắm cũng như sạc đăng của này. Hai chúng ta chỉ buồn. Leader learn quickly and encourage others to learn quickly also. Giọng nè. Giọng. Giọng nè. 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 Mình đang dùng thử lơ mà chắc không trông như không biết ở trong ba là thằng phu á.
chắc là leader mình create follower đấy, leader create leader, chắc mình không mất ao đi mà chắc trong bao giờ nó khai chỉ leader to, chắc trong em chỉ leader mình nên nhân thử thua chơi cùng ru, từ lúc mình lại chẳng nhân thử ta từ một nguồn, mẹ chụp ảnh nhà ấy mình chẳng cần đất cỏ mắt, nhưng phải qua rồi biến nó lại không trai được nha, hay chỉ nói mà tốt, dạ, để sai những khơi nhờ. Chúng chẳng rõ lực khôn, thiết đơn sức khôn. Ok, chúng mất tí mùi, bố em biết anh bị hoạt á. Lá lần. Em. Mùi. A leader is one of... A leader is the one to know the way, go the way and show the way. Chào phất. Dạ, chúng mất tí mùi nữa. Chúng thật khăn mạch đáy. Xin lấy. Hay chúng ta đại dương thật thật lắm.
chắc dân thường improve leadership ba dân thường cơ bơi chúng mình buồn thì mùi acknowledge the value of leadership cho dân thường đông hàng ta hiếp chính là đông loa mất nhìn đồng loại ít lạc dương những hào cho chúng mình thì mùi ấy mà của kê tục chập dương nên là chùi ạ chúng mình tây ban supporter motivation ấy nè ai chúng ta tập thuộc nó thì ta take the personal responsibility for your own leadership grow chăng mẹ thà tôi dùng dễ chết người ta trân riết là một mẹ thì nhầm bài người ta nhầm bài thì cũng cho ai chẳng như là ai nhầm ở địa bàn thế hay tầm bay ạ thì quật luôn ai bác to cái chân bị luôn như hay chúng ta tiếp tục là put yourself on leadership development program chẳng anh em sẽ tôi nhóm thẩm xem luôn nè và riêng phân như chỉ vật và to các sức xe chẳng mà dương identify nha dương phụ này nè, ở trong mình lịch tập xếp bình lên đề, nhưng quạt hổng nè chẳng những thử phai rô program để chui ạ thì quát luôn của dương nó ở mình lịch tập xếp bình lên và chúng ta tốt qua nhờ lịch tập xếp mình thử chẳng ạ, phai rô mình thơ, để con mình lịch tập xếp khua lắm phải còn này luôn và chỉ chỉ một mũi để thôi của dương nó ạ thì quát lịch tập xếp skill của dương này just make sure when you have added value to yourself, you will be able to add value to and improvement other to help your team. Nhưng mà dân thêm value mà khuôn mặt của dân á, dân của mình là tập tiếp thêm value cho anh học sinh nè. Mình đang dân mình là tổ lắm, đời dân em mê muốn tư con đi qua như vậy, và dân vô nạc sẽ chơi mô đó. Vì anh dân ai phát cho chương mình được bạch nè. Nhưng mà phê đại dân, thay vào dù bánh khuôn nhớ nhạc này chung bánh khuôn nhớ nó còn mình phát tự cô là tôi và dù bánh nhớ mình lại mẹ hãy dù respect quốc quốc có respect dân mình ai chắc xong đôi nhưng phải xua lắm tí ngủi what I am doing to develop better leadership skill tí bí people who can help me on leadership journey ai tí bay nhắc my next step on my leadership journey is to chắc nhìn thấy cũng mọc hôm nay cho bạn chắc nhìn miên cái hà lờ cái hai culture or achievement nhưng mình plan mua chỉ bán rốt sau đó nè và top đi nâng trăm trăm tầm mục tiết nhưng mình vì sở này kể ai nhưng trong class ấy cho ai đang trong plan mua bán rốt á và chua ý á nó kê ạ thì vốt lên tầm xin kìa rồi cho tầm nâng evaluation cho nó nâng evaluation lắm nhông tục ai ở cái cái dễ nhông nhìn các bạn này cho nó nâng evaluation nhông mình liên mối ai của dân cơ thể chẳng như là rate your own team work ability by placing the number 1, 2 or 3 then to each of the following chẳng là xe ở đây nhưng mình bạn cơ là nằm cho nhông tạc nó nóng tìm mối bởi dân hút nơi đó mình đang dân tự bằng một tự tốt bằng hai phê tự tốt always phê tự tốt chẳng là phê đại dân phê đại dân một phần nhau ấy trong thời tới dân là dù score tới dân không tự tốt bao giờ cái tin mua bảo dân được thừa vận tụ bên tìm một thầy buồn tên xem sợ this is an area of strength continue growing but also spend time helping others to develop in this area hay đọc của mua đó một thầy bếp this area may not be hurting you but it is unhappy you might either to strengthen your team ability to develop yourself in the area chắc là nên thì mệt thì mình quay hai trong khởi nít lâu trên cái nhà đọc tới đọc rác this is an area of weakness in your teamwork and here you grow in the area your team effectiveness will be negatively impacted trong những mẹ mẹ cả rác là lưu cho của dân cho chung lên nông tất nhưng mà anh em bạn hai bạn hai bây giờ kì dương vì ông nên muốn phụng anh và dương phụng anh không có là phụng anh bị stress quá nắng đơn là một đề dân nhân tục anh nhập phê bay đến đi ô bằng cả trăm món I'm going to go to the next one.
chiêm nhớ, đấy nhé, chẳng có lo là, thằng người tiết,
còn tổ chiếm bên tay mê tổ khoa nâng cư phật xã hiền kịp lên năng ạ và trên sự khác cư đồ lô ổ đáy cứ miên lây tha quanh năng cư trong đó sự khác tớ leadership hay bà sân chia và chúng nói là phương bọn thằng hai tháng cứ cho bà một chọc và trên bà sân chia mà chết nâu trong chúng nó ưu chúng nó như chúng nó ấy ở xuống ai xuống bán tôi đưa con mê bà tay cho bọn ai thủ cơ ca tỏ ai ai cho bà và cùng chương trình 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 chương
bạn sóc luôn sóc chủ nghĩa nguyên tắc luôn toàn nghĩa hay các nó không nên cho là bên kia bị chủ nghĩa bốc hay cộng đồng nghĩa muốn lấy cho nói phan được không được đó tôi nghĩa và cái môn được gọi này và bom bom lớn này thử thay đổi rồi ấm chặt rồi nghe tiếng là xua đi ăn một đá bây giờ cây tầm ra căng nghe tới dương mềm chìm mềm ghế dương con chơi cái mình đọc chấn thì vô bò dương về má chừng anh vừa đằng thạc quạt đến chía bốt để còn leader mà mạch nè bò tam lần tông vừa mà cũng khoai lắm gọi mình là chia leader tên tám con lá thì là kia chụp trên một dưới kia bị sửa cái gì là nó chụp chế là để ra chỉ là tay dễ to để nó phải chụp chế là cái gì vừa được bỏ ra chế một lần hay đó hay trong này bình nếu không dùng cung với người ta là không nạ viên luôn mấy tay nó sẽ trắng nó sẽ soi vậy đó chân sẽ soi trơn băng cái ai bị ở dễ lâu thì hay đó hay dùng bây giờ cái kia chụp chất bóng gì đó được mà được thả ấy nó chúng ta à bia bà cá bay chạy còn nạ thì cá bay chạy cái nữa hay có cái mình vô mình sắp xa một sắp xa là mới lo lo rồi mới mới có cái tôi đang gặp anh chạy nè tất bỏ thì làm nước cái sắp xa cái chạy cho nó socialization à các bạn đang không dùng công hay thì là bọn này có quan về bia discrimination kinh về bia diversity nữa hay cái sắp xe bàn tay xô the từ đấy mới nói này phần khác cái ăn được vui như tập vừa nóc măng cùng bằng nè hay đi bong vậy trong cái chón kinh vậy tay một khô để chụp chay bàn tay như thời mưa nước cô the ta một khô để chụp chay nó quật lộp rá chay ớt phía trên một khô để chụp chay nè quật lộp rá chay bàn quật để hạ quật stick mười gấu quá đấy để ta quật rá chay quật à phía rá chay nó bị chia motivation mười tuổi quật nó ta chỉ muốn chụp chay hay không cam bán chạy để bong để chồng không nã lên bên sở sau bên sở khang bên sở ấy nè trong ban nó không này 21st century learning environment đó guru to đó có thể understand thử cho phi được biết motivation concept bây giờ liền thì ông liền hao ấy motivation mình phi mình ấy intrinsic motivation hay extrinsic motivation trong sự nghiệp intrinsic motivation đó nghĩa là về long term chắc là quay đại dương của nó nên là intrinsic motivation dương là thực ra đi vô thì dương không biết chỉ mua gấu bao nhiêu nha từ từ dương thì anh ở vẽ này sai không mai nó sơ quen mà hay trên mai nó nhất master chắc là quay đại nó quay đại dương trong vậy ha trong vậy ha quay đại dương như thế nào mình là intrinsic motivation đó nhưng mình mai nó master nhất stick một câu như hay là nó long term goal là bây giờ intrinsic motivation đó mình bằng giờ phải khơi ủa thì họ dừng lại không có thua ấy chứ tao tạo dương mình chúng tôi phải cố tao tạo dương mình ấy có một mặt phở phần tay nhưng thử xuống của nãy nè tay nhưng thử khổ nhưng thử xuống mất rằng bây giờ tôi quá lắm mình là intrinsic motivation nhóm tam ca sốc xa sau chưa được trẻ tôm grid đại nhung thuộc xe bị đổ đấy mà đẹp lắm anh chị ca trong cô quay còn tay qua chị khổ cực nực nè qua sốc xa nè bị muôn con sông mình nè đã không vợ ấy phơi cho nó qua khoản tay dược máu cài hết đã tận dụng ấy con sông còn tay con sông đẹp nhất có mình thăng lên mặt ruột hay quay để quát và cay cực nực về để quật lên một cái mình có thể quật chụp chơi nên không chỉ vật bắt quật thì nhưng mà bây quật hở khơi là nó tới một là chưa philosopher mà nè để quật bao brain bị grit nó ngọt hay quật lơ tệ tôn lưng nơi ăn rồi tệ tôn sẽ là thiên mà mình là cả bồng vốc nó khẳng cái bụi dân nào nó
intensive training chúng ta tăng cao bổng phục trong lúc phê đai một lưng một lẽ có mấy thân lưng bác quạt bác quạt bởi dương đã quạt trong trường nói đại trớ có bởi tốt thay lưng bác quạt cứ khẳng hay chắc quạt lên chưa lơ thả lưng mà quạt chưa tới lơ commitment chắc là phía gần anh ta passion and perseverance for a long term goal I can stick to my goal dương mẹ tầm ngày mẹ tầm khai mẹ tầm chân nắm very long term chứ là bây từ đó anh có bao nhiêu đó luôn dương là phải thức chúng ta sẽ theo cho đến những cái ăn ở quốc ban óc dù còn ai cũng về nhóc có ăn ở quốc tâm ăn đấy hay chạy tôn lên cao lên tất chất tôn sơ kê là cái dân lơ tất chất tôn lơ thân lên bạc của bà này kê lơ tất chất tôn lơ effort mình nên là phải được quốc chết chú ấy mà chắc nông cớp như thế nào congratulations rồi có you did a great job thưa bà mẹ ồ mình là bạc phơ ấy có quốc effort kì dưỡng từ xa từ lời effort bạc quốc mình mến từ xa từ lời thân lên bạc quốc thì những cái khô hai bằng tay mình đóng hai mình đi từ đó không thầy tôi thấy nè thì mong là bà ba chôn được bà lo còn thế bài mong bà sốt mà sử dụng bạn tôi cũng là bạn sử dụng cây ra bà trang học qua lần nào trang nào ấy trong tập được dân vui chơi friendly sunrise story của nó cũng rất là real. Đưa nó những ai tới gratitude. Chắc mà lắm phải đưa nó tương linh hơn đó. Leadership. Chắc chắn là trong bọn ra chú ý. Chắc chắn là trong mấy ứng năng này. Bạn ăn này. Bê. Quán trông về bóng. Leadership
cái chuyện phát mũi là chuyện rôn dưỡng rồi khi nó đọc một lưng kịp chế nên kịp chế này đọc nó. Cảm ơn.